Cá này có linh đặt ở trong đồng. Linh. Tên Binh. Ờ, Linh hả? Binh. Binh hả? Binh. Cái gì? Binh Binh á. Đặt ở trong đồng anh nói anh Văn. Cái Linh hả? Linh phải không? Ờ. Má. Mình cắn. Gì hả? Cắn một trơn bây giờ sụp khô khơ hoài. Sụp khô. Vậy gỡ cá này làm gì chứ nhảy? Vậy cho anh tao chiên. Chiên hả? Chị không chưa biết chiên không? Biết chiên nghe là kho. Tôi nói chiên. Chị chiên hả? Ừ. Thầy gỡ cái này chắc nửa tiếng hồ á. Gỡ nhẹ thôi, lứa cái này, đừng có lứa này nè nghe không? Không cao. Ừ. Dạ. Ủa trời, cũng đâm chết. Ủa. Quá im rồi. Ờ. Ừ. Nó coi nhầm nè. Được không? Được không? Nhẹ nhẹ thôi, lứa đất nghe, lứa người ta nè. Ừ. Nhẹ nhẹ, lứa người ta nè. Không, chị Nhĩ còn biết nhẹ tay nè, chị Nhĩ gỡ khéo. Nè, không đâu, không. Không, không, tàu, chị Nhĩ như tợ. Dạ, không nữa. Như gỡ chưa, bắt ghê chưa. Nhẹ nhẹ thôi nha. Ừ. Ừ. Chị Nhĩ nghe cái này là món gì ăn, chị nói lại coi, cho khán giả được nghe coi. Chị chiên sao? Chiên hả? Chiên, ừ. Không? À. Chiên không? Chiên không? Ừ. Chiên chấm với nước mắm hay nước muối? Nước muối đi. Nước muối không? Trời ơi trời. Đều thì phải ăn nước mắm, chị ăn phải ăn nước muối. Chiên chấm nước muối. Quá lần cừ vậy lắm chứ. Tèo ơi. Này, con đó dưới đây kìa, gửi thì con đi cho nó sạch đi, chậm chậm thôi. Ai bắt buộc anh nhanh đâu, này lòn lòn từ từ là gửi được vậy. Đó. Người từ từ cứ khui. Sao không chị Nhĩ gỡ cứ khừ không? Mà khừ này hay không nè, hay không? Không. Mà làm như nó nhẹ thôi. Nhẹ lứa. Thôi ừ. Mình đứt hết chừng lứa chục ta. Trời ơi. Nhẹ nhẹ thôi, đứt lứa người ta. Bước chân cá bà. Ôi là trời. Bắt một chừng không uống nè. Uống. Bởi. Bước đá chục chừng tụ chết. Ừ. Hoài một cái mà nó cho chuồng bắt khơi không thì khử ra được không? Cái tay lưới này tay có bao nhiêu đinh anh Đinh? Trăm ngàn. Trăm ngàn hả? Ờ không sao, không sao nữa, có gì anh Tèo bù đắp lại cho Đinh. Trăm ngàn à. Ừ. Là... em nói với anh à, thì từ ngày mai ngày mốt gì á lấy lên 50 vé, không gầy đủ lấy được 50 vé chưa? Được rồi. Được phải không? Lấy 50 vé đi, cố gắng bán anh. Tại em quay nhiều thời gian lâu rồi, cũng biết là không ai thương mình quay được đâu. Thương trong giai đoạn nào thôi, mình phải tự kiếm cơm ha. Ừ. Rồi đi bán đi. Bán nhiều vô chứ bán 20 vé sao đủ sống. Này kêu anh Đinh ơi, gửi tiếp anh Tèo. Trợ giúp đi. Chết mẹ ơi, dính luôn à. Rồi gửi từ từ để cho Đinh nó không sao. Có gì anh Tèo thường 100 ngàn. Đúng rồi Tèo. Ừ. Thường 100 ngàn mua nước khác. Chị Nhĩ thường không? Thường. Thường không? Thường. Thường 100 ngàn luôn không? Ừ. Phải không? Ừ. Tiền đâu kìa? Đinh hỏi tiền đâu kìa? Đâu móc ra rồi. Vậy? Gì? Thường 100 ngàn, Đinh hỏi tiền đâu móc ra rồi kìa? Tao không quá trời lầm à. Lầm quá trời lầm. Tiền đâu? Mất đi 300 rồi. Người đâu mất tiền hết hả? Ừ. Không bù tiền cho Đinh á. Ừ. Ông lấy rồi. Lấy mua cái tủ với chị đó, tủ này chắc không xong rồi, nhiều đó, đây chắc đủ ăn rồi đó. Đủ ăn rồi đó. Để này cho anh Đinh đi, anh làm gì làm.
Tèo ơi. Ừ. Ủa, nhẹ thôi, nó rất nhẹ. Ừ. Thế không xong rồi thôi, nhiêu đây đủ à. Anh Tèo ơi, vô cá đi rồi cho nhảy con cá á. Mở này ra coi vô Tèo. Thôi thôi bỏ đi. Khó gỡ quá để cho Đinh gỡ đi, gỡ học thường lên. Đây đây. Rồi, cảm ơn Đinh nha. Ừ. Tèo con cá đây cho nhảy con cơm đây. Ừ. Để cho anh Đinh đến thử. Tao gỡ hầu được nhiêu đây? Hết đâu rồi, chết mẹ rồi. Chị biết bằng cá không? Biết rồi. Thôi mà biết rồi bằng chó ăn á. Thôi để đến Tèo bằng đi chị nhảy. Tèo ơi. Nè Tèo. Ừ. Nè. Mặn đi, mặn đi, dừng hết đi. Mặn hết luôn đi, dạ. Sao á, áo gách luôn hả? Vậy. Sao áo gách luôn hả? Ờ, cái màu cái điểm điểm á. Sao? Cái nó mà tét luôn à. Sao kỳ á? Nó tụt tụt luôn. Ngã luôn rồi, bịch. Rồi, rửa tay xà bông lên đi, cho cơm đi. Nào, rồi, cho gạo, cho cơm đi. Ít thôi nha. Ừ. Ít thôi. Thấy là đổ ra ngoài tí tay thôi, nhiều quá anh Tèo nhóc ruột á, ít thôi. Ừ. Bà tốn kém con Tèo ơi. Biết rồi. Bà tốn kém con Tèo quá. Để Tèo cái chỗ này. Tới à. Rồi cái này giờ hỏi lại muốn làm món gì? Để nó đẩy chiều con kho ăn đó. Kho không? Biết kho không? Biết rồi. Biết cả, biết kho luôn hả? Rồi, rửa tay cho tôi đi. Ừ. Quá im rồi, anh chứ vậy im hay không? Quá trời hoàng từ ra lát khước luôn. Rồi chị Nhiễn nói cái này là chị Nhiễn kho anh tính sao anh Đạp? Cũng được. Được phải không? Ừ. Để bữa nay coi chị Nhiễn kho là sao nha. Ừ. Kho bằng gì chị Nhiễn? Hả? Kho bằng gì? Kho nó cũng cho chiên. Vậy kho rồi chiên nữa là sao? Kho luôn đi. Kho là kho là sao? Chỉ coi kho biết cách kho. Ừ. Biết không? Biết rồi. Biết hả? Ừ. Bữa nay anh Tèo thử thách chị Nhiễn, cho chị Nhiễn nấu ra cơm củi coi. Dạ má ơi. Không? Vậy, vậy. Cơm củi rồi. Tèo ơi, cơm củi đâu là Tèo? Bên bển đó. Bên chạy á. Có. Ê, dạ. Không? Có. Còn cái nồi nhỏ nữa anh Tèo? Còn có không? Ờ, cái nồi này là nấu gì cũng được phải không? Nấu củi cũng được phải không? Ừ. Ờ, nấu đi, rồi cái này đi, nấu củi cho quý vị khán giả xem, để bữa nay chị Nhiễn nấu cơm củi nè, cái nồi này nè. Rồi, rửa ra đây. Cháo nước ra đây. Rửa thì nấu cơm, hấu gạo đi. Ờ, hấu gạo đi, tập làm dâu đi chị. Nào là cầm coi Tèo. Cầm coi, cầm đi. Tèo, cầm coi Tèo. Được chưa, đủ chưa? Được rồi, được rồi, được rồi. Được rồi. Đồ xong, phim. Xong, phim nè. Nói kìa. Nói, hỏi Tèo ơi. Tèo ơi, nấu gì ăn gì? Nấu gì ăn gì là sao Tèo? Nó không biết luôn. Nói gì? Bây giờ nói là Nhiễn nấu cơm xong là Tèo phải làm cá xong nha. Ừ. Ồ, xanh lên nè. Lắm rồi chú. Nấu rồi cho đổ gà ăn. Gì? Dạ, anh Tèo nói chị nấu sao đổ cho gà ăn luôn. Trời ơi, kiếm xong cái gì không Tèo? Ừ. Tèo ơi. Rửa tay mình xà bông đàng hoàng rồi nha. Đúng mà giỡn à, đúng không chị vậy? Ừ. Ừ. Anh sợ chị nấu khét á, cái này sao nấu đừng cho anh thất vọng nha. Ừ. Ờ, nấu khét, anh nói chị nấu khét cho gà ăn luôn á. Ghê không? Rồi. Nó ở đây hết dính rồi hả? Ờ, sợ ấy xứng được rồi. Mình như nè, nó ấy chút đó. Ghê không? Trời, không biết mà cá sợ rồi đó nè. Chào ừ. Ông. Bây giờ mặn được ba con, dễ không? Ừ. Gì? Bây giờ mặn có ba con à? Ai? Tèo. Ừ, bốn con trời, ngu không? Sao chữ hả anh Tèo? Nó mặn nghỉ vòng nhiều nhiều vô hết. Ờ, nhiều nhiều nhưng mà có ba con chỉ luôn rồi. Mặn ngâm chậm á cho nó sạch. Mặn ngâm chậm cho sạch kìa, nó mặn ngâm chậm cho sạch kìa. Ừ. Biết rồi, chúng nó làm chuyện chút đi. Làm chuyện chút đi. Rồi biết nhóm lửa không? Sợ đâu hết không có. Biết không? Biết rồi. Biết không nhóm không? Nó không được. Nhóm vậy được không? Được. Được phải không? À, đấy rồi.
Tèo bữa nay coi chị nghĩ là chỗ tài giúp lửa ha. Tèo cỡ ghê cô vậy không ơn. Muốn cỡ cỡ ghê. Được chưa nè Tèo? Được chưa Tèo kìa? Tèo làm hỏi bao giờ? Gì? Nấu hỏi luôn. Được chưa? Được, không được khi ba làm ba biết đi. Nó thấy rồi hả chị nhỉ? Ừ. Có thành cơm thì cũng thành cháo à. Nó khăn ngăn đâu mà bình tèo. Tội ơi, tội được khăn nữa ha. Cái lắp mà. Tao lấy khăn lau cho đừng ướt kìa. Tội đọc ra của bộ không biết nấu được không? Này để mình thử thách chị qua đây nè. Ừ. Qua đây nè. Không tuổi nè. Qua đây đâu tuổi nè. Sợ tao lắm gì cười quá tao. Khói cười, khói cười. Khói cười quá. Ừ. Rồi, rồi, rồi. Nè, bữa đây coi chỗ tài nè, quý vị khán giả. Nấu sâu hậu đi thổi lùi luôn nha. Trời ơi trời. Vô ghé rồi chưa đi hả? Ừ. Nấu ra đây là chống xéo đi. Nấu ra đây nè, muốn nấu gì cơm đâu. Nè có một ăn nè, biết nhóm ăn. Biết rồi. Ở đây phải canh chị mới được. Rồi biết nhóm lửa không? Ừ. Nhóm lửa sao đó trời rồi. Ừ. Nè. Đâu rồi. Đâu ăn nè. Đây. Tao biết để cái nồng lên nữa tao. Ôi trời, dữ thiệt nè. Có em gơi chưa có gơi không? Ừ. Gọn đâu ngoài? Chú chai nè. Chú chai trước mặt chị kìa. Chị trắng trước mặt chị kìa. Chị bên đây rồi. Rồi quý vị khán giả đón theo dõi màn nấu cơm bằng củi của chị Nhĩ như thế nào nha quý vị khán giả. Chuyến này nấu xong là làm dâu được luôn rồi đó. Cái gì cười vậy? Trời ơi. Lửa lửa em cười luôn, nó lửa lửa cho chậm liền, nó chín luôn liền luôn. Trời ơi, gọn cái ghê không? Tao lấy xong để thinh lại chỗ cũ nữa thò. Dữ thiệt. Không, gọn ghê mà không biết bộ. Chị Nhãn nấu cái này xong là làm dâu được luôn ha. Đã mừng cái ghê đâu, chậm mình đi phớt phớt phần 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 tiền luôn. Ủa ra cũ luôn nè mội. Trời. Tào lao. Tào lao. Ôi sao sao nhúm vậy? Thọt vô cái cây. Vậy nó phỏng tay. Thọt vô cây chịu vô cầm nguyên cái đó. Cái bông gòn vô cái tay luôn à. Rồi vậy rồi đốt rồi gấp để dứ. Ồ rồi ra không? Ghê không? Ghê không? Ghê không? Ghê không? Ghê không rồi. Quá em mà quá mánh vô liền đó. Vô mánh vô sao ôi trời. Mày ơi. Bên này đã được được không mày? Chứ được rồi. Trời sao coi nó cháy rồi sao? Còn làm cho lâu không mà quá cái khó chịu. Lâu nào đây tao. Nè nè. Nó sao lo sợ vô. Cái hôm nay cầm không còn để cái tay luôn á. Không cản là chờ, là đốt cái tay luôn rồi. Ờ, à, bên đây là. Cháy chưa? Cháy rồi đấy. Cháy rồi đó, làm luôn đó. Giờ, giờ bao lâu nữa chín? Mô chín cái cơm. Vậy? Cô chín. Chừng nào mấy giờ chưa chín? Cô chín rồi. Mấy tiếng này nấu mấy tiếng? 4-5 tiếng à. 4-5 tiếng mới chín nồi cơm ha. À, ừ. Nồi cơm này nấu 4-5 tiếng chắc thành cục lọ quá. Nấu chín một cái sau liền ầm ầm hết chân. À. Sau có chất nước không? Có. Đây nè. Hả? Có. Đây nè. Trong này nè. Có nồi cơm trong ở ngoài á. Trong ngoài chín lắm. Vậy hả? Ừ. Rồi khăn nước chưa? Chưa uống đúng. Khăn nước không? Ừ. Kêu chị, kêu chị. Chị ơi. Chị ơi.
Kêu. Chị ơi chị. Chị ơi. Anh ơi. Để cho chị mình coi, chị mình coi anh. Kêu chị mình coi anh. Kêu chị mình coi anh. Là chị mình uống cà phê. Chị mình cứ cà phê. Chị ơi, một cà phê hai ly chị. Ba ly đi. Ba ly đi. Ba ly cho anh Tèo nữa. Hả, hai cho Tèo nữa. Tao hai cho Tèo nữa chị. Tèo không có làm gì hết luôn. Ừ. Tèo mới là giỏi bằng cá rồi. Bằng cá rồi. Mình cả làm món gì nói cho anh biết coi. Là nói cho bà biết coi. Kho. Gì? Nấu cá kho ăn. Nấu cá kho phải không? Ừ. Ủa tờ bữa nay chị Nhiễn. Dạ, tôi nấu cá kho chiều nấu canh. Ờ kho rồi chiều nấu canh hả? Tờ có mấy con cá kho rồi chiều nấu canh nữa. Ừ. Mở quá trời nhỏ xíu mở không được. Sao? Chốt. Cái chốt hả? Ý là đi dính quá khó mở phải không? Ừ. Mở quá trời mở không được. Ba mở không được, mở không được. Thôi cái giọng lên. À cái giọng lên cho ta thôi. Anh ơi. Rồi cho nó tập trung lên nấu đi. Ừ, để không nó đang thù lùi lên tài tài qua kiếm chị tích sổ liền á. Ừ. Nha. Ừ. Cái dây đó, cái dây đỏ đó. Cái gì vậy cờ anh? Nè. Đây là. Đâu? Chị đẩy lên chị nhảy cái tay em cầm gì sao ấy? Cạnh nha, coi chừng khác nha. Ngoại ơi, ngoại con bẹt là đảo luôn. Mừng quá. Mừng quá. Lần đầu tiên được nấu cơm củi hả? Ừ. Lần đầu tiên hả chị? Ừ. Tiêu luôn nữa hơn, tiêu nữa. Coi chừng á, cái tay vuốt vuốt vô mặt hầu nấu cơm ra xong rồi nhìn mặt lọ không á. Ừ. Ừ. Ngoại. Ngoại ơi, nó nóng liền luôn á. Ừ. Ngoại ơi, cái xe đó rồi ngoại. Nó. Cái xe đã nó chạy vô khục khục. Nó chạy một té chết luôn nó luôn. Là đã giờ mừng cười chết luôn rồi. Đã trộm những ha nè. Ha. Gì? Trộm quá nhiều lắm. Gì? Củi. Củi hả? Ừ. Ý là nói trộm củi tốn củi của bà ngoại nhiều quá phải không? Ừ. Dạ. Dạ. Củi này nè hả ngoại. Ừ. Rồi chưa? Là chào vô đi đâu. Đây. Bà bưng lâu vậy? Coi. Lâu vậy coi. Trời ơi trời. Con đóng luôn trơn rồi. Con đóng luôn trơn rồi. Ô mà màu kia luôn miếng ơi mình tèo. Màu kia miếng tèo. Để đây. Ôi, đừng có lấy đũa nè, cái này vô lấy đũa. Đũa thôi. Tèo. Đây. Cái đũa này. Lẹ đi. Là nói rồi hỏi là ra ngoài. Nói vậy. Lẹ đi đũa coi trời. Ôi. Em vô lấy đi. Rồi lấy được chưa? Lấy đi. Ông là phụ bếp mà. Người ta thợ chính đây mà. Bộ đau đúng không? Ồ, tao đâu biết chính đây mà. Gì? Để đũa phải không? Ừ. Nước màu hả? Màu, màu, màu nữa luôn đi. Màu có. 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 Mày đó. Lẹ đừng, rất là lẹ đừng, nhanh nhanh đi. Lẹ nhanh đi, đi cà chậm mà chậm vậy đó. Còn chậm quay, chậm chậm quay, quay. Ừ, đi nhanh lên. Đừng nhanh đi, nó nấu chín luôn. Ừ, mà. Không. Lẹ lẹ đứng ngoài hoài. Ừ. Đi nhanh nhanh làm ăn mới khá được. Phải không? Ừ. Ừ. Lẹ đây vô nước mà màu lẹ đây nhanh nhanh đi. Nhấp có trơn gầu. Lẹ đây nhanh nhanh đi. Ủa sao có muối nó đấm không à? Ngoài coi nó muối gì đầm nè ngoài. Nè. Nè coi nó muối vô một đống luôn. Quá tôi thôi mà tôi thấy tôi thấy đi đại thấy đi thấy đi ai ăn không được mình ăn không à.
Để thấy thôi, không được mình ăn. Rẻ đấy chồng. Rẻ luôn. Cầm đi chấm mò lái vậy. Số tàu nấu được cơm sôi luôn rồi. Mày ơi số bọc bọc luôn. Mừng lần đầu tiên nấu cơm. Mừng bây giờ mới chờ mừng trời với cháu sôi ôi luôn luôn luôn. Nấu chín rồi đâu lại qua. Nè. Hả? Ngon khủng 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 luôn luôn. Vậy tóm lại nấu cơm này không thành cơm cũng thành cháo à? Nói vậy. Rồi. Này gì rồi tao. Ơi. Nấu cơm, nấu cơm. Chị Diễn rồi, nói rồi, nấu chứ này không thành cơm mình cũng thành cháo à. Vì giật cái nút ra. Kho cá nữa. Giật cá. Kho cá, kho sao đây? Mở ra con tèo. Mở ra con tèo. Mở ra con trồng. Chị đó, à chị đó. Ồ, hào, hào. Dĩ bóp á. Không giật cái nắp ra sao nhiễu. Giật cái rồi mà. Thì vô quất cái nửa chai nước màu á. Ừ. Ôi tiền trời ơi trời ơi cũng mệt chết. Mở ra luôn mà tèo. Coi. Nè tao cô coi. Làm coi. Làm đi. Làm đi chúng nó làm đi. Ừ làm đi. Chứ tao làm hoài. Hoài. Cánh đầu cơm gạn hậu đang thui kìa. Ôi thui nữa rồi kìa trời. Ừ quá. Đồ nấu cơm xì vợ kia hả? Đâu phải nấu cháo đâu. Đậy nắp lỡ, bớt lửa lỡ. Đậy nắp lỡ đây nắp lỡ. Ờ rút lửa ra đó tờ. Xúc miếng nước cho. Ờ hết luôn rồi. Họ bây giờ hết rồi. Thắng nước màu đi. Bỏ đường vô, bỏ đường vô. Thắng nước màu đi. Bây giờ kho trắng luôn đi. Ha. Hết rồi. Trơn luôn rồi. Ô là trơn. Ừ, quên 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 quà trời. Sâu luôn nữa. Sao sao tao đi xin nước màu. Kéo ơi coi. Chị vậy cái mà mình cho em đi tao. Tao không mình cho em đi tao. Tao rất. Tao đi. Tao không mình cho em đi. Kêu nó lặn đi. Tao nữa rồi chị ơi. Dạ lúc này cũng kết thúc kính chúc cả nhà mình một ngày vui vẻ. Cho nên khỏe mong hóa tài quý vị khán giả đón trên kênh Nóng Miếng B để cập nhật thêm cái lúc mà lấy miếng ngoài. Kho cá thì cái dạng như thế nào quý vị khán giả. Cảm ơn. Xin chào.